Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay gồm có, có các tin chính như sau: Tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha, thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2018. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần 2, Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2018. Đức Thanh Tra nói, giám mục là người đầy tớ chứ không phải là ông Hoàng. Đức Thanh Tra tiếp kiến Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học. Đức Thanh Tra tiếp 340 giáo sư và sinh viên trường báo chí công giáo Đức. Tòa Thánh yêu cầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tạm ngưng bỏ phiếu về các vụ lạm dụng tình dục. Công an Trung Quốc bắt bốn linh mục hầm trú. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân trao tận tay Đức Thánh Cha lá thư về tình trạng của giáo hội tại Hoa Lục. Giáo hội Việt Nam là một giáo hội gia đình. Đêm nhạc giao hưởng, nước non ngàn dặm hai tại Houston thành công mỹ mãn. Giới thiệu thánh ca, ngài mở mắt tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. tiếp kiến chung với đức thánh cha thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2018 tin Vatican trong bài giáo lý về giới răn thứ tám chớ làm chính gian tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm nay đức thánh cha Francisco xác định chân lý mà chúa Giêsu đã mặc khải qua cuộc thương khó sự chết và sống lại của người Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tin tưởng nơi người và mời gọi các tín hữu qua các hành động của mình làm chứng về điều này. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng nhiều chuyện nói hành giết chết các mối quan hệ giữa con người với nhau. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng theo giáo lý của Hội Thánh dối ranh thứ tám cấm xuyên tạc chân lý khi giao tiếp với người khác thông tin không chân thật là một sự nghiêm trọng bởi vì nó ngăn cản các mối tương quan và tiếp đó là ngăn cản tình yêu nơi nào có dối trá thì không có tình yêu tất cả chúng ta sống với việc thông tin và chúng ta liên tục bị giằng co giữa sự thật và sự dối trá. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng nói sự thật là gì? Nó có phải là những điều chân thành không hay là những sự chính xác? Trong thực tế, điều này không đủ bởi vì người ta có thể chân thành trong những sai lầm hoặc là người ta có thể chính xác từng chi tiết nhưng không nắm bắt được ý nghĩa tổng thể. Thánh Gia-cô-bê nhận định rằng những người nói hành là những kẻ giết người bởi vì cái lưỡi giết người như một con dao. Những kẻ nói hành là kẻ khủng bố bởi vì lưỡi của họ ném bom và âm thầm bỏ đi. Bom đó tàn phá danh tiếng người khác. Đức Thánh Cha kết luận, không làm chứng gian nghĩa là sống như con cái của Thiên Chúa. Từ sự tin tưởng của chúng ta vào Thiên Chúa, đấng là cha và yêu thương tôi, yêu thương chúng ta, nảy sinh sự thật của tôi và là con người chân thật, chứ không phải là người dối trá. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ hai vào Chủ nhật tuần tới Tin Vatican. Thánh vịnh 33 nói về đói nghèo và biến nó thành một bài ca ngợi và tạ ơn Chúa. Đối với chúng ta, đang quan tâm đến nhiều hình thức nghèo khổ khác nhau, thánh vịnh này cho phép chúng ta ngày hôm nay biết ai là những người thực sự nghèo khổ. Nó giúp chúng ta mở mắt để nhìn thấy họ, nghe tiếng than khóc của họ và nhận ra nhu cầu của họ. Đức Thánh Cha nói như sau: Ngay từ đầu chúng ta được nói cho biết rằng chúa lắng nghe người nghèo đang kêu lên ngài ngài đối xử tốt với những ai tìm nơi trú ẩn trong ngài khi trái tim của họ bị vỡ nát bởi buồn phiền cô đơn và loại trừ chúa lắng nghe những con người dù bị khinh rể trong phẩm giá của mình vẫn tìm thấy sức mạnh để tìm kiếm nơi ngài ánh sáng và sự ủi an Ngài lắng nghe những người bị bức hại nhân danh một thứ công lý sai lầm, bị áp bức bởi những chính sách không xứng tầm với tên gọi và kinh hoàng bởi bạo lực. Nhưng biết rằng Thiên Chúa là đấng cứu độ của họ. Điều nổi bật nhất từ lời cầu nguyện này là sự buông bỏ và tín thác vào một người cha có thể lắng nghe và thấu hiểu. Cùng những dòng này, chúng ta có thể đánh giá cao hơn ý nghĩa của lời nói của Chúa Giêsu. Phúc thay những ai có tinh thần khó nghèo, vì nước trời là của họ. Để nghe tiếng nói của người nghèo, điều chúng ta cần là sự tinh lặng của những người sẵn sàng lắng nghe. Nếu chúng ta nói quá nhiều, chúng ta sẽ không thể nghe thấy nhu cầu của anh chị em chúng ta. Lời đáp trả của Thiên Chúa cho người nghèo luôn luôn là một hành động cứu độ để chữa lành vết thương của cơ thể và tâm hồn, phục hồi công lý và giúp sống cuộc sống khác trong nhân phẩm. Vào ngày quốc tế cho người nghèo, tôi mời gọi các giám mục, linh mục và đặc biệt là các phó tế, những người đã nhận được sự đặt tay để phục vụ người nghèo, cũng như các tu sĩ và tất cả tín hữu giáo dân, nam cũng như nữ, đang ở trong giáo xứ, các hiệp hội và các phong trào giáo hội làm cho nên hữu hình lời đáp trả của giáo hội đối với tiếng kêu của người nghèo để trải nghiệm ngày quốc tế này như một thời điểm nổi bật của việc phúc âm hóa mới. Đức thánh cha nói, giám mục là người đầy tớ chứ không phải là ông hoàng Tin Vatican. Khiêm nhường hiền lành và không phải là ông hoàng. Đó là bản phát thảo chân dung của vị giám mục mà Đức Thánh Cha đã phát họa trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Mata hôm ngày 12 tháng 11 năm 2018. Chính lá thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Tito đã gợi ý cho Đức Thánh Cha phát họa chi tiết về vị giám mục và xác định về những tiêu chuẩn mang đến ổn định trong giáo hội. Thánh Phaolô định nghĩa giám mục là người quản lý của Thiên Chúa, chứ không phải của cải, quyền lực hay kinh tế. Ngài phải là người không thể chê trách được. Lời này chính là điều Thiên Chúa đã yêu cầu Abraham. Hãy đi trước mặt ta và hãy nên trọn lành. Đó là lời nền tảng của một người lãnh đạo. Là giám mục, Ngài phải là người không ngạo mạn và kiêu căng, không nóng nảy và không nghiện rượu, không trục lợi mà cũng không dính bén đến tiền bạc. Những đặc tính của người phụng sự Thiên Chúa phải là khả năng hiếu khách, yêu mến sự thiện, trừng mực, công chính, thánh thiện, tự chủ, trung thành với những lời đáng tin cậy đã được chỉ dạy cho ngài. Nhưng trên hết, người ta thấy vị giám mục cần phải khiêm tốn, hiền lành là một người phục vụ chứ không phải là ông hoàng thanh tra tiếp kiến Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học. Tin Vatican Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà khoa học cộng tác tích cực để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận các võ khí hạt nhân về mặt luân lý đạo đức. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 12 tháng 11 năm 2018 dành cho 80 tham dự viên khóa học toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học nhóm họp tại nội thành Vatican cho đến ngày 14 tháng 11 này về chủ đề các vai trò biến đổi của khoa học trong xã hội từ khoa học đang nảy sinh các giải pháp cho an sinh của con người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến hai đe dọa lớn đối với nhân loại ngày nay là cuộc khủng hoảng trầm trọng về những thay đổi khí hậu hiện nay và đe dọa hạt nhân. Ngài tái khẳng định tầm quan trọng cơ bản của sự dấn thân, để tiến tới một thế giới không có võ khí hạt nhân và kêu gọi các nhà khoa học tích cực cộng tác để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận về mặt luân lý đạo đức các thứ võ khí hạt nhân ấy vì những thiệt hại không thể chữa lành mà nó gây ra cho nhân loại và trái đất. Nhắc đến các vấn đề môi sinh, Đức Thính Cha nói, trước các thay đổi trên hoàn cầu, chúng ta cần có những câu trả lời thích hợp để bảo vệ sức khỏe của trái đất và dân chúng. Một sức khỏe đang bị lâm nguy vì tất cả những hoạt động của con người dùng nhiên liệu phiến thạch và nạn phá rừng trên trái đất. Đức Thánh Cha khẳng định, mọi người cần có ý chí và quyết tâm chính trị để chặn lại cuộc chạy đua võ trang và chấm dứt các cuộc chiến tranh, để cấp thiết tiến đến các năng lượng tái tạo, các chương trình nhằm bảo đảm nước, lương thực và sức khỏe cho mọi người. Dành những khối tiền bạc to lớn còn nằm im trong các thiên đàng tài chính để đầu tư cho công ích. Đức Thánh Cha tiếp 340 giáo sư và sinh viên trường báo chí công giáo Đức, tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các ký giả công giáo Đức tránh tinh thần chủ bại và bi quan, đồng thời thực thi tinh thần nói thẳng, nói thật và hãy nói về những điều tốt đẹp ít được đăng trên các trang nhất của báo chí. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 340 sinh viên và giáo sư trường báo chí Công giáo Đức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Ngõ lời trong dịp này Đức Thánh Cha nói Thật là dễ để cho mình bị dư luận chung lôi kéo, cũng như tinh thần chủ bại và bi quan làm tê liệt và mù quáng khiến người ta không còn đương đầu với sự ác. Chúng ta hãy cầu xin ơn Parisia, nói ngay, nói thật, cầu xin sự thẳng thắn minh bạch đến từ Chúa Thanh Linh và xin Chúa giúp chúng ta tín thác nơi sự thật của Chúa Kitô làm cho chúng ta được tự do. Từ khi thành lập đến nay, trường báo chí công giáo Đức đã đào tạo hơn 3.000 ký giả thuộc các ngành khác nhau. Trong 3 ngày gặp gỡ ở Roma, 380 ký giả đã trao đổi với các ký giả địa phương, các chức sắc tòa thánh và cả các nhà ngoại giao về nhiều vấn đề, trong đó có các vấn đề phát triển và các quyền con người. Tòa Thánh yêu cầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tạm ngưng bỏ phiếu về các vụ lạm dụng tình dục. Tin Hoa Kỳ Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, sáng thứ Hai ngày 12 tháng 11 năm 2018, bất ngờ loan tin, Tòa Thánh Vatican yêu cầu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tạm hoãn việc bỏ phiếu về các biện pháp mà các giám mục phải chịu trách nhiệm vì đã không bảo vệ thiếu nhi khỏi bị lạm dụng tình dục. Theo tin của các hãng thông tấn, trước khi Tòa Thánh đưa ra quyết định này, thì vào sáng thứ Bảy 10 tháng 11, Đức giáo hoàng Francisco đã gặp Đức khâm sứ tòa thánh tại Hoa Kỳ là Đức tổng giám mục Cristopier đến chiều chủ nhật, Đức hồng y Daniel Dinado nhận được lệnh của tòa thánh yêu cầu hội đồng giám mục tạm ngưng bỏ phiếu. Trong nhiều tuần qua, các giám mục Hoa Kỳ đã thảo luận về một loạt các cải cách và sẽ được đưa ra biểu quyết vào ngày thứ hai khi 275 giám mục Hoa Kỳ họp đại hội cứ 2 năm một lần để phê chuẩn những chính sách và cải cách áp dụng cho giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Theo Đức Hồng Ghi Daniel DiNardo, quyết định của Bộ Giám mục vào giờ chót buộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ ngưng bỏ phiếu. Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Christopher cũng đang dự phiên họp của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Khi trả lời một cuộc phỏng vấn của báo chí, Đức Tổng Giám mục cho biết Đức Giáo Hoàng Phan muốn có một sự thống nhất là tất cả giáo hội có một chính sách chung, chứ Ngài không muốn hội đồng giám mục của mỗi quốc gia đưa ra chính sách cho riêng mình. Đức Giáo Hoàng sẽ triệu tập phiên họp các giám mục trên toàn thế giới vào tháng 2 năm 2019 để thảo luận cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Các giám mục sẽ có dịp tranh luận, bỏ phiếu về các biện pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Công an Trung Quốc bắt 401 Hầm Trú, Tin Trung Hoa. 401 thuộc Giáo hội Công giáo Hầm Trú ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã bị công an Trung Quốc giam giữ đưa đi học tập cải tạo. Bản tin của Asia News hôm ngày mùng 5 tháng 11 cho biết, các ngài bị bắt để cán bộ truyền bá chính sách tôn giáo của chính phủ Trung Quốc vì cho đến ngày nay các ngài vẫn tiếp tục từ chối ghi danh vào hiệp hội công giáo yêu nước. Trong số bốn linh mục bị bắt có hai vị thuộc giáo phận tuyên hóa, suan hoa và hai vị còn lại thuộc giáo phận tây luân tỵ, xiwan zi. Cũng theo Asia News, hàng loạt các nhà thờ công giáo tại các tỉnh hà bắc, hà nam, quý châu, thiểm tây và sơn đông đã bị thiệt hạ sau khi thỏa thuận Vatican Trung Quốc được ký kết hôm 22 tháng 9. Thỏa thuận trên được ký kết trong bối cảnh người công giáo Trung Quốc và các nhóm tôn giáo thiểu số khác đáng chú ý là những người Hồi giáo Tân Cương đang phải chịu đựng một sự đàn áp gay gắt nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nghiêm trọng nhất là việc Trung Quốc giam giữ một triệu người Tân Cương trong các trại cải tạo tẩy não, một hành động có thể cấu thành các tội ác chống lại nhân loại. Đức Hồng y Trần Nhật Quân trao tận tay Đức Thánh Cha lá thư về tình trạng của giáo hội tại Hoa Lục. Tin Hồng Kông. Đức Hồng y Trần Nhật Quân đã bay sang Roma và lưu lại đó từ ngày 29 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11 để trao bức thư của ngài cho Đức Thánh Cha. Đức Hồng y tâm sự: Tôi muốn nói chuyện với Đức Thánh Cha một lần nữa và hy vọng ngài sẽ xem xét lại, nhưng đây có thể là lần cuối cùng. Ngài đã trao cho một lá thư dài 7 trang cho Đức Thánh cha Francisco để lưu ý ngài về cuộc khủng hoảng mà Giáo hội Thầm lặng ở Trung Quốc phải đối diện sau thỏa thuận Vatican Trung Quốc được ký hôm ngày 22 tháng 9. Đức Hồng y Nguyên tổng giám mục Hưng Cảng nói rằng các giáo sĩ thuộc Giáo hội Thầm lặng đã khẩn thiết kêu cầu ngài lên tiếng sau khi Vatican ký thỏa thuận với Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục đức hồng y cho biết các linh mục nói rằng các quan chức đã buộc các ngài phải ra công khai phải tham gia hiệp hội công giáo yêu nước trung quốc và xin giấy chứng nhận linh mục với lý do là giáo hoàng đã ký thỏa thuận tạm thời trung quốc vatican một số linh mục đã từ bỏ việc mục vụ và một số linh mục khác đã biến mất vì các ngài không biết phải làm gì và rất bất bình thỏa thuận này không được tiết lộ và họ không biết liệu các quan chức có nói đúng hay không. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói rằng giáo hội Trung Quốc đang phải đối diện với một cuộc đàn áp mới và Tòa Thánh đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp cộng đồng thầm lặng. Bức thư cũng nói rằng giáo hội Trung Quốc không có quyền tự do bầu các giám mục. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng đã nói rằng các tín hữu của giáo hội Trung Quốc phải là những vị tiên tri và đôi khi chỉ trích chính phủ, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi ngài chẳng hiểu gì về tình hình của giáo hội Trung Quốc. Đức Hồng y Trần Nhật Quân đặc biệt chỉ trích Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh là người đã thương lượng với chính phủ Trung Quốc. Ngài rất có kinh nghiệm, ngài cũng biết rõ khuôn mặt tàn bạo của Trung Quốc và biết rõ họ là những kẻ ngang ngược vô lý. Ngài không tin vào phía Trung Quốc nhưng ngài sử dụng họ để đạt được mục đích thiết lập quan hệ ngoại giao đức hồng y kết luận rằng giới hạn cuối cùng của chúng tôi là đức giáo hoàng chúng tôi không thể tấn công ngài nếu đức giáo hoàng sai lầm lần này tôi hy vọng ngài sẽ thừa nhận sai lầm của mình nếu ngài không thừa nhận tôi hy vọng rằng vị giáo hoàng tương lai sẽ chỉ ra sai lầm nhưng trên hết nó vẫn là quyết định cuối cùng của Đức Giáo hoàng. Nếu không như thế thì không đúng nguyên tắc. Vì thế, anh chị em ở đại lục đừng nên nổi loạn. Giáo hội Việt Nam là một giáo hội gia đình. Tin Việt Nam, tạp chí Aglis Dazi, số ra ngày mùng 10 tháng 11 năm 2018 có đăng một bài báo của ký giả Friedrich Monnier về giáo hội việt nam trong đó tác giả viết rằng từ miền bắc đến miền nam việt nam các ơn gọi là rất nhiều và có chất lượng nữ tu vừa đông vừa trẻ tuổi các thế hệ trẻ nay đã không biết đến các cuộc bách hại hàng linh mục vừa đông vừa dám nghĩ dám làm được cộng đồng của họ thương mến và tôn trọng bản thân các cộng đoàn này có các tín hữu sống đạo tốt hào phóng và có tổ chức Đại chủng viện Cổ Nhuế có 300 thanh niên trẻ tuổi trong áo chủng đen, sống trong bầu không khí hân hoan vui vẻ. Hai đại chủng viện khác là Đại chủng viện Bùi Chu đã đón nhận 174 chủng sinh và Đại chủng viện Thái Bình 70 chủng sinh. Tại Sài Gòn hiện cũng có 1.000 linh mục, 300 chủng sinh và 7.000 nữ tu. Hàng giáo sĩ Việt Nam ngày nay có vẻ thịnh vượng, đông đảo sau khi đã chịu đựng một lỗ hổng thế hệ giữa năm 1954 và thập niên 2000 vì chính quyền Cộng sản đóng cửa các đại chủng viện và tịch thu các cơ sở và ban hành giấy phép đào tạo và truyền chức theo chính sách nhỏ giọt. Tuy nhiên, các cha giám đốc chủng viện cũng nhận thức được các giới hạn của vấn đề ơn gọi. Đức giám mục Du Đinh Đức Đạo từng là giám đốc chủng viện Xuân Lộc nơi có hàng trăm ngàn người công giáo di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 lập nghiệp, giải thích thêm các ơn gọi của chúng tôi đến từ các gia đình gốc miền Bắc. Nhưng giáo phận nông thôn của chúng ta trở nên giáo phận phố thị rồi. Làn gió của thế tục hóa, của sự hấp dẫn giàu có đã thổi ở đây cũng như ở các nơi khác. Dù vậy, các giám mục Việt Nam vẫn tiến về phía trước với việc phát triển giáo hội trong đó có dự án đầy tham vọng của học viện công giáo mới của việt nam mới được cho phép thành lập học viện muốn đáp ứng nhu cầu sống còn cho tương lai của giáo hội đức giám mục đinh đức đạo nêu rõ sau chiến tranh và chủ nghĩa cộng sản thời cơ đã đến để phát triển những gì mà chúng tôi chưa từng phát triển trước đây chúng tôi phải khuyến khích các linh mục và tín hữu của chúng tôi tiếp xúc với tất cả các dòng ý tưởng và suy nghĩ nhiều hơn truyền thống một mình là không đủ. Chúng tôi phải đi vào đối thoại với các phong trào văn hóa, với các viện văn hóa đương đại, cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu cuộc sống đã thay đổi rồi, đức tin mục vụ của chúng tôi cũng phải thay đổi. Chúng tôi phải tự vấn mình tại sao chúng tôi là người Công giáo. Việc đóng góp của các nữ tu trong việc phát triển giáo hội cũng rất quan trọng. Trên thực tế, nếu không có các nữ tu giáo hội Việt Nam sẽ không được như hiện tại. Một trong các hội dòng có rất nhiều hoạt động sôi nổi là dòng mến thánh giá, với rất nhiều nữ tu trên khắp cả nước. Riêng trong Tổng giáo phận Hà Nội cũng đã có 600 nữ tu, trong đó có 200 tập sinh. Ngày nay dòng mến thánh giá có 6.000 nữ tu trên khắp Việt Nam, chủ yếu là trẻ tuổi, làm việc phục vụ cho các người nghèo nhất, các trường mẫu giáo, phòng khám bệnh, giúp đỡ người dân tộc thiểu số, chăm sóc bệnh nhân, dạy giáo lý. Tuy đời sống đạo hạnh gặp nhiều khó khăn đến từ xã hội và ngay cả khi điều này bị ảnh hưởng bởi sự sùng bái tiền bạc dễ dàng, đức tin của người công giáo Việt Nam vẫn mạnh mẽ, hòa nhập với các giá trị truyền thống của vũ trụ nho giáo, kính trọng người cao tuổi, tổ tiên, gia đình. Đêm nhạc giao hưởng Nước non ngàn dặm 2 tại Houston thành công mỹ mãn. Tin Houston, Texas Chương trình Nước non ngàn dặm 2 của giáo sư Lê Văn Khoa được trình diễn vào Chủ nhật ngày 11 tháng 11 tại Dunham Theater, Houston, đã thành công vang dội. Giáo sư Lê Văn Khoa cho biết chương trình Nước non ngàn dặm một cũng tại Houston diễn ra cách nay 21 năm cả hai lần đều do Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam tổ chức. Linh mục Phạm Hữu Tâm làm trưởng ban tổ chức chương trình Nước Non Ngàn Dặm Hai lần này. Đây có thể nói là chương trình giao hưởng nhạc Việt lớn nhất năm nay. Thành phần trình diễn bao gồm dàn nhạc giao hưởng Houston Symphony với 80 nhạc công, một số ca sĩ Việt như Teresa Mai, Bích Vân, Thìn Tôn, một bát hợp sướng với 86 ca viên ca đoàn chân lý thuộc dòng nữ tu Đa Minh, thuộc tỉnh dòng Đức Maria Vô Nhiễm và các nam tu sĩ với 40 ca viên. Các ban hợp xướng này đã dày công tập dượt với nhau hàng tuần từ nhiều tháng qua. Nước non ngàn dậm hai cũng là dịp để vinh danh giáo sư, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa, người đã tận tụy phục vụ cho nghệ thuật Việt Nam suốt hơn 60 năm qua. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước hết, trước khi kết thúc chương trình Thời sự giáo hội và Thế giới ngày nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một bài thánh ca của Linh Mục Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường mang tựa đề Ngài mở mắt tôi. Bài thánh ca này sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Kim Thúy. Kính mời quý vị và anh chị em cùng thưởng thức. Khi tôi sinh ra, mắt tôi bóng đêm mà thôi Đi trong hoang vu, biết đâu lối đi đường về. Ôi thân cô đơn, sống trong bóng đêm ê chề. Nhưng Chúa thương đến bên phụ về và ngày đứng tay chạm mắt tôi. Ngày mở mắt tôi, cho tôi thấy tình yêu của Ngài. Ngày mở mắt tôi cho tôi thấy một mùa xuân mới mặt trời sẽ lên đêm ánh sáng tin yêu vào đời cho môi mãi thắm tươi nụ cười mà lòng thấy yêu thương mọi người khi tôi sinh ra mắt tôi sáng như vì sao nhưng tôi vô tâm cứ lo sống cho riêng mình chung quanh anh em đói cơm khát khao công bình tôi cứ luôn sống rất vô tình lòng lạnh giá trên cả ước mơ ngày mở mắt tôi chưa tôi thấy tình yêu của ngài ngày mở mắt tôi chưa tôi thấy một mùa xuân mới mặt trời sẽ lên Đẹp ánh sáng tin yêu vào đời cho môi mãi thắm tươi nụ cười mở lòng thấy yêu thương mọi. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.